nào thì cũng gần như vậy. Nó không thể là mảnh đâu game được, không thể đi combat, đi run hoặc là đi gánh được. Mà đi sở thủ mới sám được tâm level 5 thì là team fit. Thì là sám chế được ạ. Cho nên đi đánh đơn nó phụ thuộc vào thằng vương rất nhiều. Thằng vương là thằng có thể đó, thể là đi đánh đơn nhá, thằng vương là có thể là khẳng định được cái trận đầu đó thằng ấy thua luôn ạ. Tâm 80% nó khẳng định được đó. Còn các bạn đi đánh đớn á, đi đường xả thủ hoặc kinh cống hoặc đi mít, các bạn bị phụ thuộc luôn á, các bạn được làm chủ bản đấu á. Cái đó là thực tế mà các bạn. Các bạn nói về, nếu mà nói về thì đi Space đúng không? Thằng Space nó lại khẳng định được cái trận đấu tốt hơn cái thằng xạ thủ ở đâu game rất nhiều. Nếu mất một trận đấu căng, một trận đấu ngáng băng nhá, thì các đứa làm như nhau không? Ủa nái nó thằng này nó cướp nái của lao đây nan lao sao chế được. Rally. 9 giờ. An ally has been defeated. 5 giờ. An ally has been defeated. Wow, thằng áo thớt nó chạy như con ma luôn đấy. Thằng thớt nó chạy nhanh chứ. Đó là cái yếu tố lao nổi lên là cái đằng đâu đấy. Thưa tin áp đôi game nổi rất là nhanh. Just a friend of mine. Rồi sao? Smoke screen. Slicing and dicing. Kìa. An enemy has been defeated. Kratos has been defeated. Tear it up. Ultimate is ready. Bác quân liêm, kiếp thằng nào quân liêm các bạn. Cut it out. Cái díu các bạn cầm cho lao cái tay cao hơi chiếu đi. Lời lắm. Các bạn nhé. Các bạn nghe lao này nó. Cầm cái dây ngay thì nó mạnh được gì, nhưng các bạn nghe lao một lần có. Các bạn nào mà lửa cái díu ấy, các bạn lấy cho lao cái dây này, các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt lắm. Đi toàn ác thế. Thằng nát chưa? Ngáng vang. Toàn ác quá các bạn ạ. Slicing and dicing. Qua thằng nào kia. An ally has been defeated.
nó lan được cái thể trần như này không? Như thằng xà thủ và thằng kinh công nó thể có thể lan được như thế này. Thấy vì những xà thủ nó đâu thế nó nát ấy. Các thằng xà thủ nó không có thể đi cuộc đấu. Bây giờ nhá, ba thể trần ngang băng nhá. Đấy, vô thử nắm đây này. Thì thằng xà thủ và thằng kinh công nó thể lan được rất là nhiều đi. Đấy. Đó là lý do bị xá lao đi rồi, anh ơi. La phải đi rừng á. Is ready. Retreat. Đấy, thế trần ngã băng đấy. Xà thủ mới chưa được chơi đấy. Xà thủ được chơi được phán đấy. Trận đấu không bao giờ bị thua đột ngột đấy, hoặc không bị ép đấy. Đó, bây giờ thằng xà thủ vô tứ đấy. An ally has been defeated. Điểm ạ, sẽ ăn này ăn. Ui. An ally has been defeated. Smoke screen. Má đánh hay phết. Má đánh hay nha. An ally has been defeated. Mình không quẩn cái phá để bắt sao lại quẩn phá để bấy. Rồi sao? Quá rồi. Đơn giản. Đó là lý do tại vì sao lao khuyên các bạn lên dây để nhé các bạn nhé. 10 giây hồi chưa bán. Your tower has been destroyed. An enemy has em phải chạy. Chưa bán nó hôi quá nhé. Gánh gì? Cái game này mình mà gánh được thì nó làm gì ạ? À? Nó ăn máy vai trời máy. Đấy các bạn nhá, các bạn thử chơi dính, các bạn lên. Các bạn lên lên cái lao cái dây này các bạn sẽ thấy khác biệt lắm. Cái này là lao khuyến các bạn thật đấy. Đấy, sợ nó khác biệt tất cả những cái dây mà các bạn lên. Đấy, xong. Đó là lý do tại vì sao như bạn ấy làm sao lại mạnh thủ thủ không chứ. Đấy là câu trả lời của La nhé. Thì mình xả thủ được chơi này. Tăng kinh công được chơi này. Attack the abyssal dragon. Your team.
Kiểu ba con này hôi nhanh lắm. 10 xả thù được chơi, mít được chơi. Trong khi team mình đã thọt các bạn nhé. Đấy. Gì vậy anh? Các bạn ơi, cải dây này nhá. Đây đây đây. Lao đỏ này. Ký tất cả các bạn phun đô nhá, các bạn đổi cho Lao cái dây. Đấy. Đấy. Các bạn lên phun đô, các bạn đổi cho Lao cái dây nhá. Đấy, để giờ late game chúng ta không sử dụng cái dây này nữa. Thì chúng ta sẽ lấy cái dây, các bạn sẽ cân nhắc nhé. Đấy, Lao thì giờ các bạn cách cái đô này. Ví dụ như các bạn bị khống chế nhiều, chúng ta sẽ lấy cái đô này. Còn không chúng ta sẽ lấy cái này zone đá. Đấy. Tại vì sao lại vậy ạ? Bởi vì khi phun đô chúng ta sẽ sở hữu cho mình là 30% hồi chiếu, còn thiếu con bua xanh là 40% hồi chiếu. Thế mấy dây là nó rất là thưa thai. Đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đổi cái dây để tăng sát thương nhá. Win nào. Đấy. Đó là một cái gọi là Lao hướng dẫn các bạn cách đến đô cái gì.